Câu chuyện người mẹ. Nắng hồng bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ, những tiếng chim ríu rít hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đằng xa, một dáng điệu oai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng, hào quang chói lọi, khoan thai lần bước với chiếc gậy trúc tẩm màu sương trắng. Đây chính là Đức Phật. Như thường lệ, mọi lần nắng lên, Ngài đi khất thực. Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo, nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà giàu có tiếng giàu sang nhất nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ nhà đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu cau lại như phóng ra những tia lửa hung ác. Nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chồm đến ngài theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói: "Ngươi hãy im, chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao." Lanh tay nhưng rất dịu dàng, ngài đỡ lấy hai chân trước, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại: "Ngươi hãy bớt nóng, ta hiểu, ngươi chính là mẹ của chủ nhà này. Kiếp trước, ngươi rất hung ác tham lam. Lâu đài nguyên Nga đây, tất cả châu báu đây, chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người. Ngươi đã không chút thương tâm, thẳng tay đục khoét, tận tủy tuận xương những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút trước khi tắt thở, ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc nuối những của cải, nên ngươi bị đọa, đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bò bò giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh, mãi còn tham lam tàn ác." Oai đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối. Chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lui bước, đôi mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, đọng lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương. Chán nản nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau màn cây. Từ đó, chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhích bước đi đâu. Cử chỉ ấy làm cho Đế Đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia chó rất mạnh mẽ, giữ nhà cẩn thận, mỗi lần người lạ mặt vào không khỏi hết hồn với nó. Thế mà nay, nó chỉ nằm trong xó, không một hơi sủa. Đế Đô tìm cách ra hỏi đứa ở của ông. Nó kể lại chuyện Đức Phật đến khất thực. Không hiểu ngài làm gì chó ta mà tự đấy nó buồn đau đớn. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức, la hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy tìm ngay Đức Phật để nhiếc mắng và đòi thường. Trước cử chỉ hung hăng, tàn bạo của ông ta, Đức Phật vẫn vui vẻ, điềm đạm bảo: "Ta sẽ nói cho ngươi hay, nhưng ngươi phải dịu lòng đi đã. Nhờ công năng tu tập, ta đã chứng được túc mạng minh, thấy rõ kiếp trước của mọi người, nên ta biết chó kia chính là mẹ ngươi kiếp trước. Vì quá tham lam tàn bạo nên nay phải hóa thân vào làm kiếp chó để trở lại giữ gìn của cải cho nhà ngươi." Đế Đô cướp lời: "Những lời nói của ông đều là huyễn hoặc vu khống, tôi không thể tin được." "Sự thật chính là thế, vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ. Ngươi không tin, về đào lên phía dưới giường nơi chó thường nằm sẽ thấy một lọ vàng." Lòng tham lam của Đế Đô đã chặn được cơn giận, vội vàng hỏi: "Thật không ông? Sao ông biết?" "Lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn, nhưng vì khi lâm chung không kịp trói lại, nay mẹ kia chính là chó ấy thường nằm trên đó để giữ cho ngươi. Ngươi làm theo lời ta sẽ hiểu ta nói đúng hay sai." Từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận, tham lam thấm vào trái tim hồng. Quả nhiên bới lên là một lọ lớn đầy cả vàng, nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của Đế Đô. Nguồn tin đã hòa mạnh trong tim hồng, làm tiêu tan hết những tham luyến hung tàn. Ông ôm lấy chó, khóc nức nở, vô cùng ăn năn. Đoạn đến quỳ bên Đức Phật, đôi mắt đầm đìa dịch cảm, trung lên những lời cầu khẩn thiết tha, xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Đức Phật liền bảo: "Này ngươi đã biết ăn năn, thấy là ngươi đã có thể trở lại con đường lành. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng,
Ngươi hãy phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng sám hối, thành kính cho mẹ ngươi. Đem tiền của bố thí cho mọi người và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy. Ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát. Đế Đô vâng lời Phật dạy, ngoài sở chí thành cầu nguyện, còn đem gia sản bố thí cúng dường. Không lâu một hôm, chó duỗi mình khẽ khoắn tấm thảm rồi buông ra một hơi thở dài. Không còn là một hơi thở đầy luyến tiếc tham lam muốn bám víu lấy sự sống, mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thỏa mãn. Chó đã chết, nhưng chó ấy, mẹ của Đế Đô sẽ về đâu, kiếp sau sẽ như thế nào? Tối hôm sau, trong một giấc mộng, Đế Đô thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòng mây trắng uốn dòn đến trước mặt người. Từ trong đó hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần vỗ nhẹ lên vai Đế Đô và nói: từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ đây con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được vãng sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật cái luật nhân quả không ai tránh khỏi, gieo nhân gì gặt quả ấy, tham lam tàn ác bị lầm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây con hãy vâng lời Phật dạy, gắng công tu học. Thôi mẹ từ biệt con. Họa tùng khẩu xuất. Thuở xưa, ở trong một cái hồ kia, có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy, trời đại hạn, suốt một năm trời ròng rã như không có cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ, có thể nước nóng như một chảo nước sôi, vì thế loài thủy tộc chết lần chết hồi. Ở trong tình trạng đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. May thay trong lúc ấy, có hai vợ chồng cò đến chơi, thấy bộ dạng thiểu não của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm. Chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế? Rùa rầu rầu đáp. Hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại hoạn, phen này chắc chết mà không còn trông gặp mặt hai bác nữa. Chàng cò chận lời. Chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau, sung sướng thì cùng chia nhau, hoạn nạn thì cùng chịu. Vậy bác hãy nói cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm cho bác phiền muộn. Họa may chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ bác chăng? Chớ chưa gì mà bác đã than van thất vọng như thế. Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết. Không biết hai bác này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có con tép lót dạ nữa, chứ đừng nói đến tôm cá, vì chúng đã hết trọi. Mà nước thì cạn dần thế này, thì trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ chăn trâu. Cách đây 5 năm, tôi đã bị chúng bắt một lần, may nhờ một bà già mua về và đem đến chùa phóng sinh, cho nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc, tôi bắt rùng mình. Trong lúc chàng cò ra dáng suy nghĩ, thì chị cò thương hại hỏi. Sao bác không đi ở một nơi khác một phen xem thế nào? Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xá thì xa xôi nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, nên tôi nghĩ thà chết ở nơi chôn nhau cắt rốn còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng. Thôi bác khỏi lo, cách đây 10 dặm có một hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán. Chúng tôi sẽ đem bác đến đấy, trước là giải quyết sinh kế, mà sau nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi, 10 dặm, 1 dặm mà tôi đã đi đến chưa, huống nữa là 10 dặm. Thôi thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo, chàng cò tin tưởng nói. Chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó
là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác nói thử xem. Chàng rùa vội vàng hỏi, khó thế nào tôi cũng cố gắng. Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp thế này, hai vợ chồng tôi thà một cái cây, mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay chặn giữa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm bác nên nhớ. Trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hỏi han gì cả, mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi. Bác nhớ nhé. Tôi dặn lại, dù gặp trường hợp nào, bác cũng phải ngậm miệng, không được nói năng. Chàng rùa ra dáng hiểu biết. Thôi, tôi nhớ rồi. Hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại thiết tha căn dặn lần cuối cùng. Đó, bác bây giờ, bác muốn ho hèn hay nói gì thì nói đi, chứ chút nữa mà mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định, bốn cánh phổ mạnh. Hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa hỏng mặt đất rồi từ từ lên cao, chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt, đầy cánh đồng xanh rì, gợn sóng như tấm nhung xanh. Kia con sông trắng phao nằm quằn quèo như con bạch xà lưỡng khúc và cây cối nhà cửa. Bao nhiêu là cảnh đẹp mắt. Đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa tính tò mò. Nhưng may thay, mỗi lần định hỏi, chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh chàng cò trắng. Nếu sự đời yên ổn thì nói làm chi? Rủi thay, trên đường hành trình của chàng rùa không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa la lớn. Anh em ơi, ra đây coi nè, hai con cò tha một con rùa. À ha, vui quá, bọn trẻ đồng la ầm lên. Một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn. À ha, thật giống hai thằng mỏng dắt một thầy bói. À ha, thầy bói, thầy bói. Không dằn được tức giận, chàng rùa định bụng trả lời. Mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhãi con. Nhưng tội nghiệp thay, vừa mới mở miệng, rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Đức Phật có dạy, ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không đúng thời mà phải mang họa như trường hợp của con rùa trên đây. Này các đệ tử, họa từ miệng phát sinh, vậy các con hãy nên giữ gìn cái miệng. Trên thế gian này, lòng tham của con người là một cái túi không đáy, chứa đựng không biết bao nhiêu cho đầy. Vì thế, sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận và nhiều trùng trùng điệp điệp, thật là ghê gớm. Lòng tham của con người là một tội cực ác. Do lòng tham ăn, tham tiền mà con người giết tất cả các loài động vật khác, không những để ăn thịt mà còn bán để lấy tiền hoặc giết chết bỏ làm phân bón, làm thực phẩm gia súc. Thật là lòng tham của con người quá ác và quá tàn nhẫn. Do lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của những người khác mà con người giết con người không gớm tay. Do lòng tham lợi, tham danh của con người từ nước này đi cướp nước khác. Biết bao nhiêu sinh mạng con người chết vì chiến tranh. Do lòng tham sắc dục của con người mà tự họ phá gia đình hạnh phúc của mình và của người khác tan nát. Do lòng tham sắc dục mà con người hiếp dâm trẻ em và làm ô nhục biết bao nhiêu phụ nữ. Do lòng tham sắc dục mà con người giết con mình bằng cách nạo phá, móc bỏ biết bao nhiêu thai nhi chết một cách đáng thương vân vân. Lòng tham thật là ghê gớm, thường mang đến cho loài người biết bao nhiêu tội ác và biết bao nhiêu sự khổ đau, không sao kể hết được. Tội ác của lòng tham, nó không từ bất cứ một người nào. Con bất hiếu cũng từ lòng tham. Anh em ruột thịt chia lìa ly tán cũng từ lòng tham. Vợ chồng ly dị, con cái mất cha mất mẹ cũng từ lòng tham. Chiến tranh thế giới từ nước này đến nước khác, người giết hại lẫn nhau trùng trùng lớp lớp cũng từ lòng tham vân vân. Đứng đầu trong ngũ triền cái là lòng tham. Lòng tham đó gọi là tham triền cái,
nó là pháp ác thứ nhất. Người đệ tử của Phật cần phải đề cao cảnh giác tâm mình. Khi nó móng khởi một niệm nào, thì hãy mau mau quán xét cho thật kỹ, xem nó thuộc về loại tham lam nào, để dùng đức ly tham diệt ngay tức khắc. Chúng ta thường nghe Đức Phật dạy, trong mỗi con người có ba nọc độc, tham độc, sân độc, si độc. Và trong mỗi người có ba tùy miên, tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên. Đó là những pháp khiến con người sống đầy tội ác. Chúng ta cần phải học cho thông suốt. Ba ác pháp tham, sân, si này luôn luôn ngự trị trong tâm chúng ta. Hễ có đối tượng thì nó ló mặt ra tức khắc. Nếu chúng ta không đủ sức bình tĩnh thì nó triền miên duy trì mãi mãi trong tâm. Chúng ngấm ngầm như lửa than không thấy ánh sáng, nhưng nó vẫn cháy liên tục không gián đoạn. Vừa rồi chúng ta học đức hiếu sinh để đối trị tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu người nào biết áp dụng vào cuộc sống của mình thì đã chuyển sạch, con đường giải thoát ở trước mắt của mình. Hôm nay chúng ta học đức thứ hai. Đức thứ hai này chúng ta cần phải tu học và rèn luyện nhân cách của mình để thoát ra tam độc. Đó là đức ly tham. Người nào biết ly tham là người đó tự mang đến cho mình một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vì con người do tâm tham mà chịu nhiều khổ đau, muốn chấm dứt khổ đau không gì hơn là phải diệt trừ tâm tham. Muốn diệt trừ tâm tham thì chỉ có sự hiểu biết các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự hiểu biết thật như vậy thì tâm chúng ta không còn chỗ bám. Dù có bám nó cũng chẳng có cái gì là của ta, thì bám làm gì cho uổng công. Nhờ thấu hiểu suốt rõ như vậy nên không ly tham mà nó đã tự ly tham. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu tâm chúng ta chỉ còn ưa thích một chút xíu điều gì như món ăn, chiếc áo, cái khăn, cây bút, vân vân, là chúng ta biết tâm mình còn tham lam. Mà còn tâm tham lam là tâm còn đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nên sống với đức hạnh ly tham để thoát ra mọi sự khổ đau. Đó là mục đích của tập sách này. Lìa được tâm tham không phải là dễ, cho nên ngay từ những phút đầu tiên khi chúng ta học giới luật này là cần phải hiểu cho rõ ràng và áp dụng vào đời sống hàng ngày với đức ly tham, không nên biến trễ. Đức ly tham từ bỏ lấy của không cho mà Đức Phật đã dạy chúng ta giới thứ hai trong ngũ giới, cấm gian tham trộm cắp, không nên lấy của không cho. Câu đầu là một pháp luật như luật thế gian. Người tu sĩ phạm vào giới này được xem là phạm vào tội tử hình. Nhưng câu sau chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng. Nếu ai nghe theo lời khuyên này, sống không lấy của không cho, thì ngay đó là chúng ta sống với đức ly tham. Sống với đức ly tham sẽ được giải thoát ngay liền và hoàn toàn giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi và chấm dứt mọi sự khổ đau trong cuộc đời này. Tóm lại, lòng tham lam của con người đã đưa con người vào biển khổ. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đó là lời xác định của Đức Phật. Sự đau khổ của chúng sinh vô cùng vô tận, không sao kể hết được. Vậy muốn thoát ra bể khổ, chúng ta phải hết sức tu học đức ly tham để đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho vạn vật trên hành tinh này. Kính ghi tu viện chân như. Bài học thứ nhất, giới thứ hai, rèn nhân cách từ bỏ lấy của không cho. Đây là bài học giới luật thứ hai trong ngũ giới, cấm gian tham trộm cắp. Nhưng đạo Phật là đạo tự nguyện, tự giác, không bắt buộc và không dùng quyền lực cưỡng chế ai cả, nên Đức Phật dùng lời khuyên không nên lấy của không cho hay từ bỏ lấy của không cho. Chúng tôi cảm thấy Đức Phật là một nhà tâm lý học tuyệt vời,
Khi bước vào học giới thứ nhất thì Đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sinh, rồi dạy chúng ta rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh. Thấm nhuần được lòng yêu thương, tâm hồn chúng ta vô cùng sung sướng, buông xả rất nhiều những ác pháp thô. Tất cả những pháp ác thô chúng ta đã ly sạch, chỉ còn những pháp ác di tế. Nhưng đến giới thứ hai thì Đức Phật dạy chúng ta xa lìa những tâm tham lam bằng giới luật, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một lời khuyên nhẹ nhàng của Đức Phật, khiến cho chúng ta nghe đến từ ly tham rất thấm thía. Nhưng đó là một hành động đạo đức ly tham rất tuyệt vời. Vốn con người sinh ra là do duyên ái dục của cha mẹ, cho nên từ khi còn trứng nước, nằm trong bụng mẹ đã có tâm tham, sân, si, mạn, nghi rồi. Chứ không như Đức Khổng Tử nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Lời nói này chứng tỏ Đức Khổng Tử không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo. Không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo thì không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo được. Không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo thì không thể hiểu 12 nhân duyên tạo nên vũ trụ này. Theo Phật giáo xác định rất rõ, vạn vật được sinh ra trong vũ trụ này có nhiều hình tướng và tâm tính khác nhau, là do nhân quả thiện ác nghiệp báo khác nhau, chứ không phải do một đấng vạn năng hay một đấng tạo hóa hoặc một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nào tạo ra vạn vật, tạo ra sự sống trên hành tinh này được, mà chính theo quy luật nhân quả vận hành tạo ra các duyên. Khi các duyên hội đủ điều kiện tác dụng vào nhau, hợp thành sinh ra vạn vật. Cho nên vạn vật có mặt trên hành tinh này đều do 12 nhân duyên hợp lại mà thành. 12 nhân duyên đó gồm có: 1. Duyên vô minh. 2. Duyên hành. 3. Duyên thức. 4. Duyên danh sắc. 5. Duyên lục nhập. 6. Duyên xúc. 7. Duyên thọ. 8. Duyên ái. 9. Duyên thủ. 10. Duyên hữu. 11. Duyên sinh. 12. Duyên u bi, sầu khổ, bệnh chết. Một lần nữa, chúng ta khẳng định tất cả vạn vật đều sinh ra là do 12 nhân duyên này. Do 12 nhân duyên này mới tạo tác hợp lại thành vạn vật trong vũ trụ. Đất, đá, núi, sông cũng đều do 12 nhân duyên này tạo ra. Thế giới quan của Phật giáo đơn giản thiết thực cụ thể như vậy, chứ không phải trong thế giới quan có thế giới siêu hình như các nhà tôn giáo và các nhà ảo tưởng nghĩ ra cho rằng trong thế giới quan có một thế giới siêu hình, trong thế giới siêu hình có một đấng tạo hóa đang sáng tạo và sinh ra loài người và muôn loài vật, và đấng tạo hóa đó đang cầm quyền sinh sát xử phạt muôn loài vạn vật trên hành tinh này. Chúng tôi là những người ưa chuộng sự thật bằng những chứng minh khoa học cụ thể, cho nên những điều ảo tưởng diễn vong chúng tôi bỏ ngoài tai, vì chúng tôi biết rõ quy luật nhân quả thiện ác thường làm thay đổi chuyển biến, không có một pháp nào đứng yên một chỗ bất di bất dịch, thường hằng không thay đổi trong vũ trụ này. Do sự vô thường này đã làm cho muôn loài sống trên hành tinh đau khổ, nhất là loài người lại còn đau khổ hơn các loài vật khác. Muốn cho loài người thoát ra mọi sự đau khổ này, nên Đức Phật xây dựng cho loài người nền đạo đức nhân bản nhân quả để chuyển đổi quy luật nhân quả, hay nói cách khác là làm chủ nhân quả, có nghĩa là nhân quả không còn chi phối điều khiển được con người. Nhờ đó, con người mới làm chủ nhân quả hoàn toàn, tức là làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi. Vì thế, giáo lý thiện pháp của nhà Phật ra đời với toàn bộ giới luật đức hạnh nhân bản. Hôm nay chúng ta đang học ngũ giới, tức là đang học năm đức hạnh của người đệ tử cư sĩ Phật đầu tiên mới bước chân vào con đường rèn luyện nhân cách. Đức ly tham là giới luật thứ hai trong ngũ giới. Nếu một người giữ trọn giới luật này là đã thấy tâm mình giải thoát, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Đời người khổ đau là vì tâm tham. Nếu chúng ta lìa tâm tham thì làm sao còn đau khổ được nữa, phải không quý vị? Chúng ta thấy trộm cắp, cướp của, giết người là do gốc tâm tham mà xảy ra. Từ gốc tham lam mang đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho con người. Bởi vậy, tâm tham là một pháp cực ác. Từ khi con người có mặt trên hành tinh này thì họ đã mang theo lòng tham lam, vì thế mọi sự đau khổ đều do nó. Do đó chúng ta thấy rất rõ đường đi của Phật giáo
là con đường mang đến sự an vui, giải thoát cho loài người. Con đường đó là con đường thiện. Con đường thiện là con đường đạo đức nhân bản nhân quả. Con đường đạo đức nhân bản nhân quả là con đường đạo đức ly tham. Trong xã hội loài người, nếu người nào cũng được học đạo đức ly tham, thì làm sao có những tệ nạn xã hội như cướp của giết người, trộm cắp móc túi, hối lộ ăn lo, gian tham lừa đảo lường gạt người bằng đủ mọi ngành nghề, cờ gian bạc lận, cá cược mãi dâm, rượu chè hút sách, buôn thần bán thánh, tạo dựng những cảnh mê tín cướp giật tiền giữa ban ngày ban mặt mà không ai bắt bớ họ được. Từ bỏ lấy của không cho là đức hạnh ly tham rất tuyệt vời. Ta nên suy nghĩ, ta mất của ta cũng khổ đau, và người mất của người cũng khổ đau, cớ sao ta lại nỡ nhẫn tâm lấy của người khác? Cho nên nhất định ta sẽ không lấy của không cho, dù cái kim sợi chỉ chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng ta cũng không lấy khi người ta không cho. Khi lấy của người không cho là mang tiếng suốt đời ăn cắp ăn trộm. Còn nếu không lén lấy mà xông vào cướp giật tiền bạc của cải của người khác thì mang tiếng là bọn ăn cướp. Ăn không ngồi rồi mà đi ăn trộm ăn cướp của cải tài sản của người khác là những người vô đạo đức, những người xấu xa, hèn hạ, vân vân. Làm con người cần phải tránh xa những hành động lấy của không cho, vì những hành động trộm cắp, cướp giật của cải tài sản là làm cho mọi người đều chán ghét, đều ghê tởm, đều sợ hãi, vân vân. Nhất định, làm người chúng ta phải sống với đức ly tham, vì đức ly tham làm cho chúng ta trở thành con người cao thượng. Trong đức ly tham, nó mang đầy đủ lòng yêu thương đa hướng đối với mọi người và mọi loài. Nó đem lại cho chúng ta một lòng yêu thương nhau chan hòa. Cho nên, người ly tham là người sống hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy? Tại vì đức ly tham giúp chúng ta không còn dính mắc các pháp trên thế gian này. Khi đức ly tham ngự trị trong tâm chúng ta, thì các pháp trên thế gian này không còn pháp nào đủ sức cám dỗ, lôi cuốn chúng ta được. Cho nên khi chúng ta nhận xét tâm mình còn ham thích điều gì, thì chúng ta biết ngay đức ly tham sẽ không còn trong tâm nữa. Vì vậy chúng ta phải tác ý ngay. Tâm không được ham thích phải chấm dứt ngay liền. Nhờ có tác ý như vậy thì đức ly tham mới trở lại trong tâm ta. Cho nên người tu tập phải siêng năng. Khi thấy một niệm móng khởi ưa thích thì chúng ta phải mau mau tác ý dừng lại. Có siêng năng tu tập như vậy thì chúng ta mới sống trọn vẹn với đức ly tham. Một người tu theo Phật giáo mà lười biếng thì không thể nào thành tựu sự giải thoát. Thành tựu giải thoát của Phật giáo là phải siêng năng hàng ngày diệt trừ lòng tham, sống với đức ly tham và đức hiếu sinh. Bài học thứ hai, rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Con trai đuổi mẹ để giành nhà. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa.
Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Dân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền giùm, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung: bố chết đi, chỉ mong các con luôn luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa, chắc tôi chết mất. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Dân phải thanh toán. Bà Hợi đã hai lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ dằn xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Mỹ Thanh, Hoàng Tuyết, báo công an số 1522, thứ năm 1 tháng 3 năm 2007. Những câu hỏi. 1. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà, bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức gì? 2. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô T, Đoàn Giang Bơ, quận 4,
sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Đoạn này nói lên đạo đức gì? Ba, ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên đạo đức gì? Bốn, biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi út út nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này nói lên đạo đức gì? Năm, không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ giùm tiền, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 8. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 9. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 phần trong số tài sản mà ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn 1 năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 10. Ngày ngày,
mà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ giằng xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Đoạn này nói lên đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Một, ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu thảo thân hành. Câu chuyện trên đây là một sự thật mà báo chí đã đăng tin tức này. Trong xã hội hiện nay, những chuyện bất hiếu này thường xảy ra như ăn cơm bữa. Đúng vậy, lòng tham của con người không đáy. Nó biến con người trở thành vô đạo đức, quên cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Vì lòng tham nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản mà đành lòng đuổi mẹ ra khỏi nhà, thật là bất hiếu. Nỗi đau của người mẹ bị con trai mình trục xuất ra khỏi nhà thì không có nỗi đau nào hơn, phải không quý vị? Đây, các tu sinh đọc qua câu chuyện này mới thấy rõ lòng tham của con người thật là ghê gớm. Khi lòng tham ngự trị trong tâm hồn của họ thì họ quên hết ơn nghĩa, dù là công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con lớn khôn như trời như biển. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thế mà họ đâu còn nhớ gì, khi lòng tham ngự trị trong lòng thì họ đều quên hết. Câu chuyện trên đây là một bằng chứng cụ thể để thấy lòng tham của con người ghê gớm thật, và xã hội chúng ta đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Nhìn thấy cảnh này, chúng ta là những người con của Phật thì phải theo lời dạy của Người. Lúc nào hay giờ nào chúng ta đều sống với đức ly tham. Đức ly tham sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn biết buông xả, không đắm mê vật chất của cải tài sản. Vì càng lắm nhiều của cải tài sản thì càng lắm nhiều gian nan và nhiều tai họa khổ đau sẽ đến với chúng ta. Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng ta nên xem xét lại đời sống của Đức Phật ngày xưa. Ai cũng biết Đức Phật là con trai độc nhất của vua Tịnh Phạn và sắp sửa thay vua cha lên ngôi báo. Trong khi vua cha tìm mọi cách đi giữ Ngài, nhưng Ngài không bằng danh lợi, buông bỏ như buông bỏ một chiếc giày rách. Khi đi tu, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, Ngài đều buông xuống cả. Cuộc sống của Ngài lúc bấy giờ chỉ còn ba y một bát, chân trần, hằng ngày đi xin cơm của mọi người, mọi nhà. Nhưng tâm hồn Ngài phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, sống không nhà cửa, không gia đình, lấy trời làm màn, lấy gốc cây làm gối, lấy trăng sao làm đèn, lấy gió làm quạt, vân vân. Cuộc đời của Ngài đâu còn gì nữa, đói thì đi xin ăn, đi xin không có thì ngồi thiền, bệnh đau thì dùng pháp mà đối trị. Cuộc đời Ngài sống thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời danh lợi, tiền bạc, ngôi báo, vợ đẹp, con xinh không còn trói buộc Ngài được nữa. Còn người đời tâm tham lam gút ngàn, muốn ngồi không mà có tiền của, vì thế là mọi cách gian tham xảo quyệt để thu góp cho nhiều tiền tài vật chất. Có người lại trực tiếp đi ăn trộm, ăn cắp hoặc cướp giật của người khác để thọ hưởng. Bệnh đau thì rên la kêu khóc, đi bác sĩ, nằm nhà thương, đi bệnh viện đông tây y, thuốc thang uống chích châm cứu vân vân. Còn Đức Phật thì tự tại thung dung, đói no chẳng sợ, bệnh tật không làm dao động được tâm Ngài. Một hôm Ngài đi khất thực, có một bác nông dân đang cày dưới ruộng chạy đến bên Ngài và nhìn vào trong bát rồi bảo rằng: Ngài đi xin không có ai cho Ngài đâu,
ngài hãy trở về cày ruộng như chúng tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đức Phật im lặng không nói một lời nào và tiếp tục ôm bát đi xin. Đến khi trở về, người nông dân lúc nãy cũng chạy đến bên Phật, lật nắp bát ra xem, chỉ là một chiếc bát không. Người nông dân nói: "Ngài thấy chưa, tôi đã bảo cày ruộng như tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải yên tâm sao? Còn bây giờ ngài đi xin không ai cho, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng." Đức Phật từ tốn trả lời: "Ngươi tưởng ta cần những thức ăn này lắm sao? Nếu đói, ta chỉ ngồi thiền thì làm sao còn đói được nữa? Thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn kia mà. Ta vì chúng sinh quá đau khổ mà đi khất thực để gieo duyên hóa độ, chứ không vì chúng sinh thì ta đã nhập niết bàn từ lâu rồi. Cuộc đời này có còn những gì cám dỗ được ta đâu." Nghe xong, người nông dân quỳ xuống dưới chân Đức Phật, xin sám hối những tội lỗi của mình đã vô minh nói ra những lời kinh mạng, và cũng xin Đức Phật cho làm đệ tử cư sĩ tại gia, quyết tâm giữ gìn năm giới. Còn bệnh đau thì sao? Chúng ta hãy nghe Đức Phật dùng pháp trị bệnh. Một hôm trên đường đến nơi để nhập niết bàn, Đức Phật nay đã già yếu, 80 tuổi rồi, nên một cơn bạo bệnh ập đến, Đức Phật phải trụ lại giữa đường để đối trị cơn bệnh ngặt nghèo đau buốt cả cơ thể. Ngài ngồi kiết già lưng thẳng, nhiếp tâm an trú tỉnh thức trong hơi thở ra vô và tác ý đẩy lui bệnh. Nhờ đó cơn đau không còn tấn công ngài được nữa. Ngài bình phục và tiếp tục đi đến nơi nhập niết bàn. Xin quý vị vui lòng hãy đọc lại kinh Niết Bàn trong kinh Trường Bộ tập 1 thì rõ. Đấy, quý vị có thấy cuộc đời tu hành của Đức Phật đã thoát ra bốn cái khổ mà người thế gian không thể làm được không? Một, làm chủ được đời sống ăn uống. Hai, làm chủ được bệnh đau. Ba, già yếu nhưng còn mạnh khỏe, đi bộ vững vàng. Bốn, làm chủ sự sống chết. Đó chính là nhờ ngài sống với đức ly tham. Do đức ly tham nên ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh như bỏ những đồ phế thải. Hai, năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H, Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà con trai thứ là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lam Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Đoạn này nói lên đức tin tấn nhân quả. Trong cuộc đời này, sống lương thiện không gian tham, không xảo quyệt lừa đảo người, lấy mồ hôi nước mắt và công sức của mình siêng năng làm ra của cải tài sản, đó là đức ly tham. Làm ra của cải tài sản, dù cho giàu có đến đâu cũng không tham đắm và dính mắc những vật chất đó, cũng là đức ly tham. Cả gia đình con cái của ông bà Thành đều lo tích lũy làm ăn chân chất. Cơ sở vật chất càng đi lên, của cải tài sản đất đai càng nhiều, thì tâm tham cũng càng lớn theo. Do đó mới có những sự tranh chấp xảy ra, mới có sự kiện tụng. Nếu trong giai đoạn này, cả gia đình ông bà Thành đều được học đạo đức ly tham, thì tài sản gia đình này càng đi lên với sự siêng năng cần mẫn làm ăn lương thiện,
thì đâu có việc gì xảy ra, phải không quý vị? Đồng tiền và của cải tài sản làm mờ mắt, khơi dậy lòng tham chiếm hữu làm của riêng mình, cho nên nó đã giết chết đạo đức hiếu thảo làm người. Ông Hà cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, biết chí thú làm ăn để làm giàu. Nhưng chính vì tham nhà cửa, đất đai, vật chất, nên công ơn sinh thành của cha mẹ đã quên mất, tình nghĩa anh em ruột thịt như nước lã người dưng. Chỉ muốn làm sao bứng những người này ra khỏi nhà là thượng sách, chỉ để mình nắm trọn quyền sở hữu của riêng mình. Do lòng tham lam, ông Hà đã lén làm giấy tờ cho riêng vợ chồng ông đứng tên. Đến khi giấy tờ nắm chắc trong tay, ông khởi sự trục xuất mẹ và em ra khỏi nhà. Đó, quý vị thấy chưa? Tiền bạc, của cải, tài sản, đất đai sẽ làm mất đạo đức con người, mất tình, mất nghĩa, mất lòng hiếu thảo của con người. Tóm lại, có khả năng làm ra của cải tài sản bằng công sức lương thiện của mình để nuôi gia đình vợ con êm ấm, để nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu đầy lòng hiếu thảo, để giúp cho anh em, chị em có vốn làm ăn không thua kém người khác, thì tình nghĩa máu thịt càng sâu đậm. Để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, không còn sống trong cảnh thất nghiệp bữa đói bữa no, và cuối cùng làm những việc từ thiện, bố thí cho những người bất hạnh trong xã hội, cho trẻ em mồ côi, cho những người già neo đơn không người thân nuôi dưỡng, và giúp cho trẻ em khuyết tật, thì đó là đạo đức ly tham hiếu sinh trong tình thương yêu rộng lớn và cao thượng. Cho nên làm giàu có của cải tài sản bằng mồ hôi công sức của mình thì không phải là có tội, mà có tội là do lòng tham lam cướp công, cướp tiền của người khác, và ích kỷ, bõn sẻn, keo kiệt, không dám bỏ ra bố thí cho những người nghèo khổ, không dám bỏ ra giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Làm ra của cải tài sản bất lương bằng sự gian xảo lừa đảo người khác, bằng sự cướp của cướp công người khác, bằng sự ăn lo hối lộ rồi chỉ bo bo để phục vụ cá nhân cho bản thân mình, cho vợ con mình, thì đó là người tích lũy tâm tham đắm của cải tài sản, đánh mất đời sống đức ly tham hiếu sinh. Người đã đánh mất đức ly tham là đánh mất tính người, chỉ còn là bản chất tham ăn của loài động vật. 3. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu sinh ý hành. Hành động ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà cửa, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà, đó là một hành động tham lam vô bờ bến, xấu xa, đáng lên án, đáng trách. Mẹ là người sinh thành dưỡng dục nuôi mình lớn khôn, mà lại già yếu rồi, sống còn bao lâu nữa, thế mà lòng tham ghê gớm thật. Xem cha mẹ chẳng ra gì, anh em dù cùng một cha mẹ, cùng một dòng máu, dù một nơi sinh ra, thì còn có nghĩa lý gì đối với những người lòng tham che khuất như ông Hà? Ông chỉ còn biết tiền, tiền mà thôi. Người tham lam là người đánh mất nhân tính, đánh mất đạo đức hiếu sinh, đánh mất đạo đức ly tham. Họ là những người đang ở trong các ác pháp, đang làm những điều ác và chịu nhiều khổ đau, chứ không phải những người tham lam là những người sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Không, họ rất khổ đau, mệt nhọc, là vì những người này đầu óc toan tính bằng cách này, bằng cách khác để chiếm đoạt tài sản, của cải, tiền bạc cho nhiều nhiều, chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng tiền bạc của cải biết bao nhiêu cho đầy túi tham không đáy của họ. Lặng lẽ âm thầm đứng tên những giấy tờ các lô đất và những giấy tờ quyền sở hữu nhà cửa, đó là những hành động tham lam mà người con trai của bà Hợi đã có tính toán trước. Khi có giấy tờ chứng cớ đất đai nhà cửa của riêng mình thì tạo cảnh gây gỗ bất hòa xảy ra trong nhà, cuối cùng mới có cách thức trục xuất người mẹ và người em của mình ra khỏi nhà mới được. Và như vậy, tài sản nắm trọn trong tay, không còn ai dám đòi chia chác với nhau nữa. Đấy, quý vị thấy lòng tham ghê gớm thật, có mưu mô, có tính toán kỹ lưỡng. Nhưng lòng tham lam có phải chính là mình không?
của cải tài sản, tất cả vật chất có cái gì của mình đâu. Càng có nhiều của cải tài sản, càng nhiều khổ đau. Đến khi chết, có người nào mang theo được những vật gì không? Hay chỉ còn là một nắm xương vùi sâu trong lòng đất lạnh? Trên nấm mộ, chỉ còn một nắm cỏ khâu xanh rì nơi nghĩa địa quang lạnh. Dù có giàu sang như vua chúa, nhưng khi chết rồi, cũng chỉ còn có nhân quả thiện ác theo nghiệp mà đi tái sinh, chứ còn có linh hồn đâu. Như ông Hà tích lũy của cải tài sản cho thật nhiều, rồi đây con cái sẽ phá sạch, nếu không thì thiên tai hỏa hoạn bão tố cũng không chừa. Đến khi chết rồi, ông chỉ còn một nắm tro tàn khi mọi người đem thiêu xác, nhưng đời ông sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không thể xóa được: cướp giật nhà cửa đất đai, đuổi mẹ và em ra khỏi nhà. Báo chí đăng tin tức như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, thì còn mặt mũi nào nhìn lại bản thân mình là một con người, chứ đâu phải là con thú vật. Vì của cải nhà cửa đất đai mà đuổi mẹ, xua em, thật đáng thương. Chúng ta là những người theo Phật giáo tu học đạo đức làm người, vì thế chúng ta không thể nào bỏ qua đạo đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho. Đạo đức ly tham là một đức hạnh cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng làm người. Chúng ta cần phải trui luyện để trở thành con người không còn gian tham, trộm cắp, lấy của không cho. Trên đời này chỉ có những người theo Phật giáo mới có tu học và sống với đức ly tham. Lòng tham của con người có rất nhiều loại, mà loại nào cũng rất độc đáo, thường đem lại cho con người nhiều điều khổ đau. Ở đây chúng ta chỉ nói đến đức ly tham để xả bỏ lòng tham của cải, tài sản vật chất, đất đai, nhà cửa, chứ chúng ta chưa nói đến những lòng tham khác nhau như tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham nói chuyện, tham mắng chửi người, tham nói xấu người, tham tranh luận hơn thua, tham sắc dục, tham đua đòi, tham làm dáng làm đẹp, tham nói những lời hung dữ, tham cái gì của mình cũng có, cũng hơn cả mọi người, tham đi chơi du hí, tham cờ bạc, rượu chè, tham hút chích, tham cá cược, đua ngựa, đua xe, tham ăn ngon mặc đẹp, tham chỗ ở cho tiện nghi, tham nhà cửa cao sang hơn của mọi người, vân vân. Ở đây, lòng tham nhiều lắm, kể sao cho hết, phải không quý vị? Tóm lại, người đời vì vô minh không thấy tất cả các pháp vô thường, nên lầm chấp của cải tài sản tiền bạc nhiều là hạnh phúc. Sự thật, nó là tai họa. Nó là rắn độc thường mang mọi sự khổ đau, phiền não cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta cần phải sống xa lìa lòng tham lam, từ bỏ lòng tham lam, từ bỏ lấy của không cho. Đó là đạo đức ly tham thứ hai trong ngũ giới của Phật giáo. Xin quý Phật tử hãy lưu ý để tránh xa những loài rắn độc này. Một khi chúng ta đã thấm nọc độc của loài rắn này, thì con người của chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bõn sẻn, vân vân và mất nhân tính. 4. Biết bao lần mà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này dạy thiếu đức ly tham ý hành thân hành. Đoạn này nói lên lòng tham lam không đáy của đứa con trai. Nó đã giết người mẹ sinh ra nó bằng cách đuổi ra khỏi nhà, để bà chết dần chết mòn trong đau khổ, trong tức giận. Do lòng tham lam con người tự làm khổ mình, khổ người khác. Do lòng tham lam mà cuộc sống con người bất an, xã hội mất trật tự, thế giới luôn luôn có chiến tranh. Bởi vậy, Đạo Phật ra đời quyết tâm giúp con người quét sạch lòng tham lam bằng cách dạy con người đức ly tham, từ bỏ lòng tham, từ bỏ lấy của không cho. Muốn sống có đức hạnh ly tham, từ bỏ lấy của không cho, thì hằng ngày thường xuyên tác ý, nhắc tâm. Tâm tham lam là một pháp cực ác, làm đau khổ cho mình, cho người. Vậy chúng ta phải từ bỏ tâm tham, từ bỏ lấy của không cho. Của cải tài sản càng nhiều càng khổ đau. Chỉ có đức ly tham mới đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Hằng ngày ở trong thất một mình, chúng ta từng giữ sự yên lặng, rồi lắng nghe tâm mình khởi lên từng niệm tham,
hết tham cái này đến tham cái kia. Hiện giờ tâm phàm phu của chúng ta chưa ly dục ly ác pháp, nên nó luôn luôn còn đủ tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu tâm chúng ta sống với đức hiếu sinh, thì lòng yêu thương rộng lớn của chúng ta sẽ dẹp trừ sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nhưng vì lòng yêu thương của chúng ta chưa trọn vẹn, vì thế chúng ta mới còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Tuy nhiên chúng ta rất cố gắng sống với đức hiếu sinh, nhưng nó chưa trở thành chúng ta, và chúng ta chưa trở thành đức hiếu sinh. Vì thế tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn xen vào được. Nếu chúng ta đã thành tựu được đức hiếu sinh, thì chúng ta đã chứng quả A-la-hán xong rồi. Vì khi đức hiếu sinh ngự trị trong tâm, thì không có một ác pháp nào tác động tâm chúng ta được nữa. Còn hiện giờ, đức hiếu sinh có lúc hiện, có lúc ẩn, cho nên chúng ta sống với đức hiếu sinh chưa trọn vẹn. Vì thế, chúng ta lại tu học bồi dưỡng thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Nếu hằng ngày hằng giờ chúng ta luôn luôn áp dụng đức ly tham vào cuộc sống của chúng ta, thì các ác pháp không làm động tâm chúng ta được nữa. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Trước kia chúng ta chỉ có một đức hiếu sinh, vậy mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn không đất ở. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức ly tham nữa, thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi sẽ bị triệt tiêu một cách dễ dàng. Vì tâm tham, sân, si, mạn, nghi đụng bất cứ chỗ nào trong chúng ta, thì chúng đều gặp hai đức hạnh này sẽ bủa vây đánh rốt ráo. Do đó, tâm tham không dám ló đầu ra chỗ nào nữa cả. Ví dụ, khi thân tâm lừ đừ muốn đi ngủ, thì tâm ly tham biết ngay: mày còn tham ngủ à? Phải đi ngay, cút đi. Chỉ cần tác ý như vậy là tâm tham ngủ đi ngay. Nếu nó không đi, lúc bấy giờ chúng ta muốn cho tâm tham ngủ không còn nữa, thì ngay đó chúng ta đi tới đi lui với câu tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Vừa đi vừa thỉnh thoảng tác ý như vậy, rồi cứ bước đi cho đến khi gần mỏi chân mới ngồi xuống nghỉ. Khi ngồi lại là phải ngồi kiết già, lưng thẳng. Sau khi ngồi chờ thân tâm được yên lặng mới tác ý: với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Cứ tập luyện như vậy cho đến khi nào tâm hết buồn ngủ mới thôi. Nếu khi tỉnh táo, tâm tỉnh giác rất sáng suốt, thân tâm không còn lơ tơ mơ nữa, lúc bấy giờ chúng ta mới ngồi lại bình thường, quán xét tâm tham, sân, si, mạn, nghi, xem nó xuất hiện ngõ nào, thì ngay đó chúng ta dùng đức ly tham diệt trừ. Ví dụ, bây giờ tâm chúng ta muốn đi ra ngoài cho thoải mái, dễ chịu hơn, thì chúng ta biết ngay đó là tâm tham của mình, tham cho cơ thể thoải mái. Biết như vậy chúng ta liền bảo: đức ly tham ở đâu? Sao không quét tâm tham đó đi? Khi suy tư và nói như vậy, đó là chúng ta đang áp dụng đức ly tham trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, lúc nào có đức ly tham thì không bao giờ có tâm tham. Cho nên đức ly tham sẽ đem đến sự bình an cho mọi người, trong đó có chúng ta. Vì vậy đức ly tham buông xả rất tuyệt vời. 5. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Dân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp trước tòa. Ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông,
sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùng, nên toàn bộ tiền mua đất xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Khi mọi người không sống với đức ly tham, thì cuộc sống của họ dính mắc vật chất thế gian, nên sẽ đi đến cảnh tranh tụng thưa kiện, gia đình tan nát, anh em chia lìa, thật là đau lòng. Trên đời này không có cái gì xấu xa và tệ hại cho bằng khi con đi kiện tụng cha mẹ và cha mẹ đi kiện tụng con cái, hay anh đi kiện tụng em đi kiện tụng anh. Thật là tệ hại và xấu hổ vô cùng. Họ không còn nhìn mặt ai hết. Đó là do lòng tham của con người. Lòng tham của con người đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu sự khổ đau. Điều này chắc ai cũng biết, phải không quý vị? Thật đau lòng. Vật chất tiền bạc của cải tài sản, nhà cao cửa rộng, vàng bạc của báu, có càng nhiều thì tai họa càng to. Muôn sự khổ đau đều nằm trên đó. Thật là ghê gớm. Chỉ cần quý vị thông suốt nó là những pháp cực ác, nó sẽ giết hại và mang lại sự sống đầy dẫy đau khổ, nên quý vị phải tránh xa thì mới yên thân. Ngày xưa Đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một bờ ruộng, ông A Nan nhìn thấy dưới chân bờ ruộng nước chảy khuyết đất, để lộ ra một hũ vàng. Ông A Nan mới chỉ cho Đức Phật thấy. Khi nhìn thấy, Đức Phật bảo ông A Nan rằng: "Đấy là rắn độc con ạ, nó sẽ cắn chết. Chúng ta hãy đi tránh xa, đừng nên ở gần đó." Một bác nông dân đang cày ruộng gần đó nghe vậy, bác chạy đến xem và la to: "Ôi, vàng, là vàng mà hai ông đi xin ăn cho là rắn độc. Vậy ta mang nó về nhà để cho nó cắn cả gia đình ta xem có được không?" Nói xong, người nông dân dùng cuốc đào lấy trọn hũ vàng đem về nhà mình. Từ chỗ nghèo đi đến chỗ giàu không có khó khăn. Nhờ vàng, ông xây cất nhà cửa, mua nhiều ruộng đất khiến cho mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Điều này đến tai nhà vua. Vì trước đó nhà vua bị trộm lấy vàng, nên nay điều tra thì ra ông đã lấy vàng của nhà vua. Nhà vua kết án tử hình cả nhà ông. Trước khi chết, nhà vua hỏi ông có muốn nói những lời gì không? Người nông dân than: "Đúng vậy, Đức Phật và ông A Nan đã nói, vàng là rắn độc, nó sẽ giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt nếu ai rờ tới nó. Chính con không nghe lời dạy ấy, nên hôm nay con và cả dòng họ con đều bị nhà vua đem giết. Thật là đúng như lời Đức Phật và ông A Nan đã nói không sai." "Đúng vậy, của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc, nó sẽ giết chết mọi người. Chỉ có những người ngu si mê muội vô minh, thấy tiền bạc của cải tài sản đất đai nhiều là tham đắm, là mừng vui. Chứ người có trí là họ rất sợ. Càng lắm nhiều của cải tài sản đất đai ruộng vườn là càng lắm tai họa, và tai họa sẽ mang đến những sự khổ đau mà không sao tránh khỏi." Tóm lại đoạn này, vì của cải tài sản nhà cửa tiền bạc đất đai có nhiều, nên người con trai sợ các anh em khác chia chác, nên trục xuất mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này khỏi ai ăn lọt. Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này. Ông Hà cũng ghê lắm. Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đức ly tham, nên tâm tham nổi dậy, ông tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về riêng mình. Cả gia đình này chưa bao giờ biết đến đức ly tham, nên rất đáng thương hại. Từ ông Hà đến bà mẹ cùng các em cũng không ly tham, nên những người này thấy của cải để một người ăn thì tức, nên làm đơn thưa kiện nhau. Từ đây gia đình tan nát, cha mẹ anh em chia lìa, tình nghĩa mẹ con và anh em không còn nữa, cũng giống như người dân nước lã. Đúng là tâm tham lam mang đến muôn sự khổ đau. Có tâm tham lam ngự trị trong lòng của mọi người, làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa? Tan nát hết rồi, phải không quý vị? Nhưng những người này, họ làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia lìa phân tán? Vì tâm tham lam đã che khuất rồi, họ đâu còn sáng suốt, chỉ còn biết của cải tài sản đất đai ruộng vườn. Người học Phật với đức hạnh ly tham thì không bao giờ có những điều đau xót này xảy ra. Họ xem của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Vì thế, họ không bị đồng tiền sai bảo. Họ làm ra của cải tài sản, chứ không phải của cải tài sản làm ra họ. Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả.
ai nghèo khổ, ai bất hạnh, ai neo đơn khốn khổ, là họ sẵn sàng đến giúp đỡ liền, không hề tiếc rẻ một thứ gì trên đời này. Vì thế, đức ly tham sẽ mang lại hạnh phúc và sự bình an cho mình, cho người rất là cụ thể. 6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đức ly tham đoàn kết khẩu hành. Đúng vậy, có lìa được tâm tham mới có sự đoàn kết. Lời di chúc của người cha trước khi chết đã nhắc nhở các con: bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhưng làm sao được, khi của cải tài sản đã nằm gọn trong tay, lòng tham không dừng nghĩ tại đó, thì làm sao buông bỏ được? Buông bỏ không được, cho nên con kiện tụng cha mẹ kiện tụng lại con cái. Thật là một cảnh tan nát đau lòng. Trên đời này không có cái sống nào đau khổ bằng cái sống chia rẽ, cái sống thiếu đoàn kết. Ở đời người ta thích chia rẽ, nên hay nói xấu nhau, nói lời ly gián, nói lời thêu dệt. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhất là nói xấu, mạt sát người để chứng tỏ mình là người thanh cao. Nhưng khi nói xấu người khác, thì mình còn có thanh cao tốt đẹp nữa không? Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé, bố chúng tôi có thuật lại một câu chuyện rất xúc động, nói về một người anh cả sống với các em bằng đức hy sinh ly tham. Nhờ đó, cả gia đình đoàn tụ thương yêu và đoàn kết nhau như nước với sữa. Cho nên đức ly tham rất tuyệt vời. Có một gia đình kia cha mẹ mất sớm, để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ chết, ba anh em đều chung sống trong một gia đình thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi người em thứ ba lấy vợ thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau. Trong tài sản của người cha để lại cho các con có một cây danh mộc cổ thụ hơn mấy trăm năm rất quý. Ba anh em đồng hẹn ngày để chặt cây ấy rồi chia làm ba phần bằng nhau. Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều có mặt dưới cội cây. Lúc bấy giờ, người anh cả ôm cây mà khóc và nói với các em: nếu ba anh em chúng ta chặt cây này xuống chia ra làm ba phần, thì cây ấy chết mất. Những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa, phải không các em? Anh thà chịu nghèo đói, các em hãy chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em, còn anh sống sao cũng được, nhưng xin các em đừng chặt cây này. Vì chặt cây này cũng giống như ba anh em chúng ta vậy, cho nên anh nghĩ đến đây, anh thương các em lắm. Khi cha mẹ chết, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống. Đến bây giờ chúng ta chặt cây này chia ra, thì còn gì nữa các em? Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Các em có hiểu điều này không? Khi người anh cả nói đến đây, hai người em chạy đến bên người anh cả ôm nhau mà khóc. Đấy là hành động đạo đức ly tham đoàn kết của ba anh em nhà này, quý vị có biết không? Còn gia đình bà Hợi thì hết cứu chữa rồi quý vị ạ, tan nát hết rồi. Kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen, đuổi mẹ ra ở chỗ khác thì còn gì hàn gắn được nữa. Nhưng nếu người mẹ và những anh em trong nhà này chỉ cần mọi người biết sống với đức ly tham, thì sự kiện tụng sẽ chấm dứt và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa. Sống an lạc, thanh thản và vô sự, không phải sung sướng lắm sao? Bởi người đời vô minh, cứ tưởng tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, vân vân là thường hằng, bất di bất dịch, là của mình, nên thường cố chấp không chịu buông xả, không chịu ly tham. Do đó mới tạo ra biết bao nhiêu là sự đau khổ cho mình, cho những người thân của mình và cho những người khác nữa, phải không quý vị? Tóm lại, muốn sống có đoàn kết thì phải biết dùng đức ly tham. Chỉ có đức ly tham mới có sự đoàn kết thật sự.
còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết. Chính lòng tham của con người mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau. Chính lòng tham của con người mà sự sống không đoàn kết, thiếu lòng chân thật. Học đức ly tham là học đoàn kết. Muốn có đoàn kết thì phải có đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất cần thiết cho sự đoàn kết. Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết. Có đoàn kết mới có sức mạnh vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Quý vị có biết không? Trong lớp học giới đức ly tham, chúng ta là những tu sinh và giảng viên phải cố gắng xả ngã của mình. Còn chấp ngã nên thường xảy ra có những ý kiến này, ý kiến nọ. Những ý kiến ấy trái ngược nhau, khiến cho lớp học thiếu đoàn kết, thiếu đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh không có thì đức ly tham cũng không có. Đức ly tham không có thì đức đoàn kết không có. Và như vậy, lớp học đạo đức càng trở nên thiếu đạo đức. Và như vậy, người ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê. Cho nên, học đạo đức mà không sống đạo đức thì rất xấu hổ. 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức, là một điều làm mang tai tiếng gia đình. Mẹ đi kiện thưa con thật là đau lòng. Nếu con mình nó tham tiền của vật chất, nhà cửa ruộng vườn đất đai thì cứ để cho nó hưởng đi, có gì mà phải thưa kiện. Con nó ăn chứ đâu phải ai vào đó ăn sao? Còn mình hãy ôm giữ trọn đức ly tham thì có sung sướng hơn không? Có đâu phải khổ đau, phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thưa kiện, người ta còn chê cười, phải không quý vị? Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia, anh mình hay em mình chứ có ai xa lạ đâu. Cùng anh em trong một nhà, nó không nuôi mẹ thì các anh em khác nuôi mẹ. Bà đã 75 tuổi rồi, sống còn bao lâu nữa? Không phải vì của cải tài sản mà để mẹ khổ đau như vậy sao? Thật là điên khùng, thật là ngu si. Bà đã già rồi, còn lại những ngày quá ít. Phải sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự? Chứ ôm chi của cải tài sản làm cho thêm đau khổ, cho thêm phiền lụy. Chết rồi cũng không mang theo đồng lớn đồng nhỏ nào được cả. Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh Châu nói: người đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn vân vân sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn, không hiểu của cải tài sản đất đai ruộng vườn ấy rất mỏng manh, tan biến vô thường, nhiều khi trở lại làm hại người chủ. Cũng vì vậy mà ngài A Nan đã so sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người. Đức Phật dạy chúng ta rằng của cải tài sản đất đai ruộng vườn là các pháp vô thường, nếu ai bám theo nó sẽ phải chịu nhiều khổ đau. Chỉ có của cải tài sản đất đai ruộng vườn đem bố thí làm điều thiện giúp người bất hạnh, đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại và đưa đến chứng quả niết bàn an lạc. Đúng vậy, tiền bạc, tài sản của cải, nhà cửa, đất đai, vật chất, nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an mà còn tạo biết bao nhiêu sự phiền phức đau khổ. Cho nên trên đời này chỉ có sống làm những điều thiện, tích lũy những điều thiện, tức là sống có đạo đức, biết thương mình, thương người và thương tất cả các loài chúng sinh, nhất là luôn luôn phải sống với đức ly tham. Vì có đức ly tham thì tâm tham sân si mạn nghi không tấn công chúng ta được. Người tu hành phải ghi khắc nhớ những điều này. Ở đâu có đức ly tham là ở đó có an vui, hạnh phúc và giải thoát. Người mẹ và các người con không biết ly tham nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia, phải chịu vất vả khổ sở vô cùng. Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sao? Người xưa nói, thất kiện như nấm xương khô, được kiện như mồ ma chết. Cả hai bên thưa kiện nhau đều không có lợi ích, chỉ đem đến sự hao tốn
và mọi khổ đau cho cả hai mà thôi, còn cái lợi là ở người khác. Biết rõ lợi hại của sự kiện tụng nhau như vậy, nên chúng ta càng tránh xa càng tốt. Vì kiện tụng không đem lại lợi ích cho chúng ta, mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng, chỉ có buông xả vật chất, tài sản, của cải, vàng bạc, nhà cửa vân vân, thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Nhờ vậy trong cuộc sống, lúc nào cũng an vui chân thật, buông xả được tâm tham là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng đức ly tham. Nhờ đức ly tham, chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho, mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất và danh lợi trên đời nữa. Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người đó có trí tuệ. Người có trí tuệ là người khôn ngoan, là người có hạnh phúc nhất trần gian. Còn ngược lại, sống không đức ly tham thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc chân thật.